nếu mà phân tách được hết chỗ này ra mà đổi được hai skin này tôi đồng ý luôn đấy, nhưng mà tiếc là không được mấy ông ạ. 4, 6, 5, 8 mới được có 100 này, 200 này. Chỗ này mới được đống này được 300 thôi. Đổi con Vene này nữa vẫn không đủ đổi được con này. Nên là thôi tôi nghĩ rồi. Thôi thì lèo thì ăn nhiều, không lèo thì ăn ít. Hay ra một skin VIP Pro đẹp mắt. Mà lại còn tướng tôi chơi nữa. Tôi sẽ chơi trang phục đấy cho trận sau. Tin tôi đi, tôi yêu thím. Nhưng nhớ là phải tướng tôi chơi nha, đừng ra địt mẹ trang phục loạn nha. Gon Rossi Buddy, cố lên à. Động viên. Thế là chơi lắc à? Đây là rồi. Điệt mẹ. Nếu trận này được Yasuo thì chơi nha, không thì chơi chơi lắc nha, không nuốt lời, ok. Mẹ đi với con quỷ Talon kia, không biết nên cộng Quy hay cộng E bây giờ. Ôi con bé lắc này. Yeah. Tôi chạy ngược lại xem nè. Ôi, khỏi cái giò đó. What the fuck? Trời ơi, bơ, chiêu thức gì đây? Hơn lai lau nhà, máy hút bụi hàng hiệu. Đây có phải trò của ngài PewDiePie chơi không? Đam bé thế. Tuyệt chiêu. Từ từ thằng Talon nó sẽ vào đây. Ném bóng dụ Talon. Buồn. Rồi không sao. Chết đi. Sốc điện. Ê, hit run nha cưng. Vào đây ăn lại. Ôi lại bảo không đau đi. Lại bảo mẹ mày phép ném chay không đau đi. Ra đây mà farm này. Ra đây mà farm này. Ta không phải ghét đâu Talon à. Ném. Ôi mày nói gì đó đi. Thằng vô vô. Không. Nó lên level 2. Ôi con mẹ, giờ mình mới nhận ra đánh lắc phải mang lá chắn. Thế rồi, pha farm quỳ này. Hy vọng tôi farm được con xe, hy vọng tôi farm được con xe 1. Chết mẹ. Không sao, không sao đâu anh em. Tôi vẫn ổn nhé. Ya. Thằng chó đứng lại ba mày bảo. Con mẹ phút thứ 3 phạm 6 con lính thật. Con xe này quyết định chơi không mất đâu à. Nhưng mà đùa tao mà. Giết nó bay đó. Ôi trời ơi, xe của tao, ôi nó vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống. Tuyệt chiêu, ném quy. Tinh tế vai nổi à. Hay quá, giết được cả. Ôi, mình có gây đam Talon mà sao không được ta. Ok, bắt đầu tinh tế hơn rồi đấy. Bắt đầu gọi là có chút chuyên nghiệp người chơi lắc rồi. Đừng anh ơi, ném quy, né quá. Hạng lặng, ulti, dọn lính. Mẹ càng ngày càng chuyên nghiệp anh em. Càng ngày càng có mùi chuyên nghiệp người chơi lắc ở đây. Thằng Ariel 31 nào lên 33. What the fuck. Khốn nạn. Mẹ mày. Lu Hà Đăng. Cảm ơn Pai. Đây vụ này đáng lo. Vụ này đáng lo. Ôi rồi bất ngờ không. Ui. Mẹ. Thua rồi.
Tôi có đồng hồ cát đây nhưng mà tôi không nghĩ Adenodam to như ôi 12 ạ. Thua rồi anh em. Tôi đã cố rồi. Đéo được mấy ông mẹ bằng mọi giá tôi về. Mình phải thăm ngàn Nhật Ngân dạy học cho mọi người và làm thế giới phát triển. Mình giả vào đi thẳng, đấy là một kỹ năng lừa tình đấy. Cố gắng đúp lưu xa để mẹ mày được hit mạng support. Ném bóng số đẹp. Rồi. Yeah. Ôi, tao cho chúng nhận nhanh. Mẹ này bảo không tinh tế đi. Bất ngờ không? Ôi là la 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 la. Thế mà ba lấy tao không lấy được nhỉ? Ê! Ôi! Ôi giời ơi, thằng kia mẹ mày làm cho thật mẹ miếng ăn tận mồm. Ôi! Tôi hiểu rồi đấy, mấy ông không được trách tôi nha. Tốc biến vàng rồi á, Eco nó tiếp cận theo tốc biến nhá. Anh em có tốc biến nó bật e chạm vào người rồi có tốc lên quặn cũng chết rồi. Hay quá. Mẹ. Ok. Con này không thể ấn bừa được mấy tí. Ok gì. Tôi test skin thôi. Mấy cả team nó tinh tế quá, không đánh lại được. Lâu lâu phải thua người xem người ta mới xem nhá. Thắng hoài người ta thật cũng thấy chán, cũng thình ấy. Thôi, trường hợp này coi như bỏ không phải tao. Tuyệt chiêu. Mẹ cái đồng hồ cát của mình. Sao nó đam nó khỏe nhỉ? Hay quá. Không mê không? Nó sốc bắt chết rồi. Tôi từng đầy máu, tôi nghĩ để cho nó một chát nữa thôi xong rồi mình đánh. Hay rồi. Đúng là mẹ mày, tôi đã dạy mọi người đấy. Chưa thua đâu nha anh em nhé. Bất ngờ không? Wow. Giết nó! Bay đâu! Anh em tự nhiên đáng ra đây giáo án lắc cho mấy ông hoàn chỉnh nữa thành giáo án su mấy tím. Cố lên, hay quá. Ôi con mẹ, ai có tin đây là được mạng đầu không ạ? Ôi cắm bách bất ngờ vậy mẹ mày. Kè, giao đồ với em ơi. Đang đánh nhau tự nhiên giao đồ đến là mình chết pha chán thật. Con mẹ mày động nhầm em tao rồi đấy. Ai đó mẹ mày ngăn cản nó đi. Đừng để nó hiếp em chấm ơi. Chậm quá chết rồi. Bữa chơi vẫn ăn được này. 3118 ok. Mẹ ulti thì đấy thế không? Vào đánh nó đi. Nhanh lượm ơi. Trời ơi. Đi. Quá mẹ mày game. Stop it. Kìa. Hay quá, thế được con ba zone rồi. Đấy. Mình lui về. Không đi tổng được vào trong đây đâu anh em. Cover gì hả thôi. Nhanh. Trời ơi, mẹ cover quýu liền. Trời ơi, ba zone kìa, tí thì mất. Ulti nhầm người rồi em à. Ulti nhầm người rồi.
Cố tình liền liên tục lập công. Ôi nghe cái tên mẹ mày vẻ vang vãi luôn. Hơn thằng Hòa chắc rồi. Tòa chứ không phải Hòa nói lộn. Cứu chấm cái. Kìa nó đang kìa Echo đi đập nhà Edwin ấy kìa. Ông Edwin này địt mẹ mày đang đánh nhau. Đang đánh nhau tự nhiên mẹ mày đi farm lính. Mày thế địt mẹ. Phải đẹp tốt thật. Tôi bảo ulti ơi. Tôi ulti chúng mẹ. Ôi, tôi ulti thằng AD mất nửa. Ôi. Cha cha, mắt nha. Có ai nhìn thấy quả ulti đấy không? Ê, tôi cho pha này chúng nó bắt tôi mẹ mẹ hai lần. Xong rồi chúng nó thua combat này mày chí. Đây không phải nghe giống kiểu nghiệp đúng không? Nhưng không phải đâu, chúng nó sẽ bắt tôi bật hai lần đồng hồ cát. Đóng băng nó vào. Hay quá, men ơi, bắt anh đâu có dễ, anh trâu lại rồi, cưng à. Còn đồng hồ cát phụ đang đợi cưng kia kìa, thôi thần nút sau. Này trường hợp này mình chỉ cần ulti cho team thôi, chứ thật vào đã đóng bóp cái gì đâu. Ôi con đi cây sang watch tròn đi mẹ mày. Thì con mẹ mày đồng hồ cát tầng 2. Thế là win. Nhưng mà win rồi. Ngủ.